Quý vị và khán giả thân mến, hiện nay thì tình hình phạm tội vẫn còn rất là nhiều những diễn biến phức tạp. Nổi lên là hoạt động của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua tin nhắn điện thoại, giả mạo nhà trường để yêu cầu phụ huynh học sinh, sinh viên đóng tiền trực tiếp qua những tài khoản cá nhân. Cứ mỗi đầu năm học mới thì những hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại xảy ra nhiều hơn với các thủ đoạn tinh vi hơn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều trường đại học cũng đã phải phát đi những thông báo khẩn để cảnh giác sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, những người vốn chưa có nhiều kỹ năng nhận diện và đối mặt với những hình thức lừa đảo tinh vi này. Vậy đâu là những dấu hiệu để chúng ta nhận biết hành vi lừa đảo và làm thế nào để chúng ta hạn chế tối đa việc bị lừa đóng học phí? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo khẩn cảnh báo về việc lừa đảo sinh viên chuyển tiền lo lót điểm thi đầu ra môn Anh văn. Đường dây lừa đảo này mạo danh tài khoản Zalo của một giảng viên khoa đào tạo chất lượng cao của trường để lừa sinh viên. Trước đó, theo thông tin từ nhiều trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng mạo danh nhà trường, giảng viên nhắn tin lừa đảo yêu cầu sinh viên chuyển tiền qua Zalo qua tài khoản ngân hàng xuất hiện khá phổ biến hiện nay. Tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang phát đi cảnh báo về việc giả mạo thông báo của nhà trường yêu cầu thí sinh trúng tuyển khóa 2022 chuyển khoản học phí. Thông báo giả mạo này có chữ ký của hiệu trưởng và đóng mộc đỏ của trường yêu cầu thí sinh chuyển khoản qua ngân hàng hơn 86 triệu đồng. Cuối tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được phản ánh việc nhiều thí sinh nhận tin nhắn qua Zalo từ phòng kế hoạch tài chính của trường yêu cầu chuyển khoản học phí 24,5 triệu đồng vào số tài khoản cá nhân của kế toán trường. Một trong những hình thức mà phổ biến nhất hiện nay thì các cái lừa đảo người ta sẽ tổ chức mạo danh những cái tên tài khoản của nhà trường cũng như là các hình thức lừa đảo qua quỹ tín dụng để cho sinh viên các hình thức tín dụng của lợi dụng cái sự ưu đãi của nhà trường thông qua cái quỹ tín dụng đó để lừa đảo sinh viên chuyển tiền cũng như là vay tiền. Ví dụ như một cái tài khoản mà không rõ cái thông tin thì có thể gửi đến sinh viên nói là bạn có thể đóng học phí vào của trường Đại Hoa Sen, thông báo cho bạn biết là học phí của bạn, số tiền học phí của bạn và bạn hãy đóng vào tài khoản của trường Đại Hoa Sen. Với cái tài khoản này, sau đó bạn có thể là xác nhận cái thông tin tài khoản của mình, thông tin chứng minh nhân dân của bạn để xác nhận số tiền học phí đó. Thì khi mà bạn xác nhận xong hoặc là người ta có thể chuyển khoản qua cái thông tin ngân hàng của bạn, bạn có thể là đây là tài khoản của nhà trường hiện tại thực hiện nhưng mà thật ra thì đó không phải tài khoản của nhà trường. Các chiêu lừa đảo hiện nay ngày càng tinh vi, giả từ tên tài khoản đến dấu đỏ, chữ ký hiệu trưởng. Đối tượng được nhắm đến là tân sinh viên mới trúng tuyển đại học vì các em chưa có nhiều hiểu biết, đang có tâm lý vui vẻ, mất cảnh giác, nhất là đối với các sinh viên ngoại tỉnh. Các trường cho biết khi nhà trường thu học phí hoặc bất kỳ khoản tiền nào sẽ ban hành văn bản gửi tới các khoa và ghi cụ thể số tài khoản của trường. Nhằm tránh bị lừa đảo, yêu cầu sinh viên không cung cấp dữ liệu tài khoản cũng như cá nhân cho những người không quen biết. Nhân viên ngân hàng và cán bộ, nhân viên của trường sẽ không chủ động liên hệ với tân sinh viên để hỗ trợ đóng học phí. Các em cũng nên hết sức lưu ý là tất cả những cái phương thức mà đóng học phí trực tiếp hoặc qua chuyển khoản hoặc qua các cái ứng dụng thì cái nó phải nằm trong cái hệ thống, nằm trong cái các cái văn bản chính thức từ cái thông báo của nhà trường. Tránh những trường hợp mà có thể kẻ xấu có thể lợi dụng và mang danh là hỗ trợ nhưng mà thực ra đó là không phải là chính thống thì các em hết sức tỉnh táo trong những trường hợp như vậy. Các bạn phải thường xuyên cập nhật cái thông tin của nhà trường và kiểm tra thật kỹ những thông tin mà nhà trường đưa các bạn để các bạn chuyển đúng cái số tiền của mình, học phí của mình đến đúng tài khoản mà nhà trường đã cung cấp. Thứ hai là mình có thể đến trực tiếp phòng kế toán của nhà trường để mình thanh toán học phí. Không có một nhân viên nào thay mặt để đóng tiền, để thu tiền của sinh viên. Các trường đều ra khuyến cáo với mọi thông tin, tân sinh viên nên bình tĩnh kiểm tra trên website, fanpage chính thức của trường hoặc trao đổi với cố vấn học tập, văn phòng khoa về những khoản thu bất thường. Thực tế hiện nay, nhiều bẫy vẫn đang rình rập sinh viên. Không chỉ là đóng học phí mà còn dẫn dắt sinh viên theo con đường đa cấp, vay nặng lãi nên đòi hỏi các em phải thật tỉnh táo trước những chiêu trò này.